khoảng nay mai ở mỹ sẽ phải xuất bản một cuốn sách mà tôi cam đoan là sẽ bán hết ngay lập tức tác giả của nó vốn là người tôi quen biết từ lâu trong những lần gặp nhau hay qua thư từ ông đã kể cho tôi nghe nhiều về nội dung cuốn sách cách đây chừng hai tháng ông còn gửi cho tôi cả tập bản thảo đánh máy để tôi xem và cho ý kiến tôi đã trả lời ông rằng tác phẩm của ông tất nhiên sẽ rất được hâm mộ và được dịch sang tất cả thứ tiếng bởi cái chính là trong toàn bộ cuốn sách không hề có một chút gì gọi là bịa đặt của tác giả mà hoàn toàn là những sự việc và tư liệu có thật tác giả chỉ thay đổi đi một số tên người vì câu chuyện có liên quan đến nhiều nhân vật tai to mặt lớn thuộc giới kinh doanh và chính trị của mỹ nếu các bạn muốn biết thì đây tôi xin tóm tắt lại nội dung cuốn sách cách đây mấy năm sáu thanh niên ở bang california có lập ra một cái hội bí mật họ muốn làm giàu nhưng tất nhiên là phải nhanh chóng chắc chắn và ít nguy hiểm. Vì thế họ bèn nghĩ ra cách bắt cóc vợ các nhà triệu phú và tỷ phú để đòi một khoản tiền chuộc cách xu. Không, họ hoàn toàn không phải hạng côn đồ hay du đãng gì, mà đều là những thanh niên tử tế hẳn hoi cả. Ba người thì tốt nghiệp đại học tổng hợp ra, người thứ tư thì hãy còn là sinh viên, người thứ năm làm nghề bán hàng, còn người thứ sáu làm nhân viên thư ký. Không những thế, họ lại còn tốt bụng và nhân đạo lắm tuy chẳng ai bảo ai nhưng cái ý định bắt cóc trẻ con là cả bọn không ai bàn đến họ chỉ bắt cóc người lớn thôi nhưng họ hiểu rằng muốn bắt đầu một sự nghiệp gì cũng vậy trước hết hội phải có một số vốn vì thế họ quyết định ai có bao nhiêu tiền thì đem góp hết vào cho hội tuy vậy họ vẫn phải đi vay thêm vì biết trước là sẽ rất phải tốn kém với các vị khách hàng tương lai của mình với lại chỉ ở những nước lạc hậu người ta mới có thể đi ăn trộm nhà băng hay bắt cóc người mà không cần có tiền bạc gì cả. Chứ ở một nước văn minh và giàu có như nước Mỹ mà không có tiền, thì đừng hòng làm được trò chống gì. Theo kế hoạch của họ, người đầu tiên bị bắt cóc là vợ một ông trùm tài chính, giám đốc nhà băng ở San Francisco. Họ đến bắt bà này, đưa về một biệt thự tại một vùng thôn quê hẻo lánh, rồi cho công bố trên báo chí, đài phát thanh và vô tuyến truyền hình rằng trong thời hạn 3 ngày, nếu nhà triệu phú nọ không nộp đủ 80.000 đô la tiền chuộc, thì vợ ông ta sẽ bị giết. Báo chí, phát thanh và vô tuyến truyền hình tất nhiên đã loan báo ngay điều kiện đó. Nhưng vì chuyện bắt cóc người bây giờ xảy ra như cơm bữa, nên tin ấy cũng chẳng làm ai sửng sốt hay thương cảm nữa. Thời hạn ấn định đã hết, mà nhà triệu phú vẫn im hơi lặng tiếng. Mấy anh chàng đi bắt người đâm ra khó xử, món hàng bán không trôi, quăng đi không được, mà giữ lại thì cũng dở. Vì tiền nuôi mụ cúa tốn kém, không những thế, mụ lại là một người đàn bà kênh kiệu đỏng đành hết chỗ nói. Mụ đòi hỏi đủ mọi thứ, nào gươm lược, phân sáp, nào son, thuốc móng tay, nào thuốc xoa bóp, thuốc ngủ. Thần kinh của mụ đúng là không bình thường, bây giờ, tự nhiên thả mụ ra thì không được, chỉ có cách là phải giết đi, nhưng giết thì đúng là mấy chàng thanh niên này không có gan mà thả hậu ra bây giờ thì mọi chuyện sẽ vỡ lở và cảnh sát sẽ đến tóm cổ họ ngay. Chồng ngủ thì vẫn cứ lặng thinh, không thấy đem tiền đến chuộc. Họ bằng quyết định phải đến gặp người chồng để điều đình. Sau khi suy nghĩ một lát, người chồng nói với họ, các ông đòi nhiều tiền quá. Bà ấy không đáng giá như thế đâu. Họ bằng lòng hạ giá xuống còn 50.000 đô la. Không. Bà ấy vẫn không đáng giá đến thế. Bọn người bắt cóc bảo ông ta, thôi được giá cuối cùng là 40.000. Giá như các ông bắt vợ tôi cách đây 20 năm lúc tôi vừa cưới bà ấy thì tôi sẵn sàng chấp thuận ngay. Thôi, 30.000, không kém một xu, người chồng vẫn chỉ nhìn họ lắc đầu. Giá 80.000 hạ dần xuống còn 20.000, rồi 15.000. Nhà triệu phú vẫn lặng thinh, những người đi điều đình nhắc cho ông ta nhớ rằng, vừa năm ngoái, ông còn dám bỏ ra 15.000 cho hội bảo vệ những con mèo không nhà cửa. Nhưng nhà triệu phú giải thích rằng, thứ nhất, là vì ông rất thích mèo, thứ hai, là vì hội ấy là một hội đứng đắn và hoàn toàn hợp pháp, nên số tiền có thể góp dần hàng năm, và truyền từ số lãi nhà băng sang. Còn như mấy cái hội bất hợp pháp thì phải bỏ tiền túi ra mà đóng, mấy chàng thanh niên lại quyết định giảm số tiền xuống còn 10.000 đô la, và cố gắng giải thích cho người chồng hiểu rằng, rốt cuộc, họ chỉ yêu cầu ông bù lại cho họ khoản tiền đã mất mà thôi. Họ đã phải tốn kém và vợ ông gần hết số vốn của họ. Người chồng không nói gì, chỉ buông một tiếng than và mời họ uống whisky. Ra về tay không, các thành viên của tổ chức bí mật bàn định lại tình hình và quyết định hành động táo bạo hơn. Họ thả người vợ ra, nhưng ngay đêm hôm đó, bắt cóc người chồng và tuyên bố số tiền chuộc vẫn như cũ, nghĩa là 80.000 đô la. Nhưng thời hạn chuộc đã hết, mà kết quả vẫn như lần trước vợ nhà triệu phú tỏ ra còn cứng rắn hơn cả chồng bà ta tuyên bố nhất định không chịu trả một xu nào những người bắt cóc đe dọa la nếu vậy chồng bà ta sẽ bị giết tôi không có quyền can thiệp vào kế hoạch riêng của các ông bà ta trả lời như vậy bằng một giọng buồn rầu nhưng mắt thì ánh lên tia hy vọng trở về biệt thự những người bắt cóc báo cho nhà triệu phú biết ông ta được tự do và muốn đi đâu thì đi nhưng ông này lại không chịu đi và bảo với họ tôi muốn sống ở biệt thự này, hay thậm chí ở tù cũng được, miễn sao thoát được mụ đàn bà ấy. Cáo tiết, sáu chàng thanh niên súng lại, tung lấy ông ta đẩy ra cửa. Nhà triệu phú hết sức chống cự và van vì, tôi sẽ cho các ông mười nghìn, mười nghìn. Nhưng xin các ông cho tôi ở lại đây, nghe thấy thế, trong đầu những người sáng lập ra tổ chức bí mật bỗng nảy ra một ý nghĩ tuyệt diệu. Họ bằng lòng cho nhà triệu phú được ở lại đại bản doanh của hội nhưng bắt ông ta phải nộp đủ 80.000 đô la. Nhà triệu phú bằng lòng, không những thế, ông ta còn thú thật với mấy chàng thanh niên tố bụng rằng, giá như tuần trước, họ đến nhà ông để khuyên ông đừng chuộc vợ về, mà nên thoát khỏi bà ta thì hơn, thì chắc chắn ông sẽ chẳng đắn đo gì mà trả ngay cho họ đủ số tiền như thế. Ngày tối hôm đó, những hội viên của hội lại đến thăm người vợ có chồng bị bắt cóc. Họ dọa bà ta rằng nếu bà ta không chịu trả 80.000 đô la, thì họ sẽ thả đức ông chồng của bà ta ra ngay lập tức quả nhiên họ lại được ngay một món tiền nữa của đáng tội mấy hôm trước họ đã phải chịu đựng cái tinh khí bất thường của người đàn bà này cái ý định đặt tên hội là hội cứu vớt gia đình nảy sinh ra chính là từ đó và hoạt động của sáu chàng thanh niên thông minh ở bang california ngày càng phát triển hội của họ dần dần có chi nhánh ở tất cả các bang khác rồi sau bắt đầu có cả cổ phiếu riêng để bán đồng thời cái tên hội cứu vớt gia đình cũng dần dần được thay thế bằng những tên khác nghe kêu hơn và lịch sự hơn như hội tình nguyện hội từ thiện tuy rằng hoạt động của nó vẫn là bất hợp pháp vì hội và khách hàng tuy không ai bảo ai nhưng cả hai đều muốn giữ bí mật tuyệt đối việc làm của mình hơn nữa làm như thế họ còn đỡ được khoản thuế hoạt động của hội cứu vớt gia đình cho đến ngày nay vẫn ngày càng phát đạt trong khi phục vụ cho các ông chồng và các bà vợ nó lấy được tiền của cả hai cuối cùng tác giả cuốn sách còn cho biết thêm một chi tiết đặc biệt của các vị khách đàn ông kể cả các nhà kinh doanh lẫn các nhà chính trị là trong khi sẵn sàng trả rất nhiều tiền thuê người bắt cóc vợ mình thì đồng thời họ cũng tình nguyện bỏ ra những số tiền rất lớn để chuộc lại các cô thư ký bị bắt cóc điều này nói chung cũng dễ hiểu việc mất đi những nhân viên có kinh nghiệm sẽ ảnh hưởng ngay và trước hết đến công việc quảng nay mai ở mỹ sẽ phải xuất bản một cuốn sách mà tôi cam đoan là sẽ bán hết ngay lập tức tác giả của nó vốn là người tôi quen biết từ lâu trong những lần gặp nhau hay qua thư từ ông đã kể cho tôi nghe nhiều về nội dung cuốn sách cách đây chừng hai tháng ông còn gửi cho tôi cả tập bản thảo đánh máy để tôi xem và cho ý kiến tôi đã trả lời ông rằng tác phẩm của ông tất nhiên sẽ rất được hâm mộ và được dịch sang tất cả thứ tiếng bởi cái chính là trong toàn bộ cuốn sách không hề có một chút gì gọi là bịa đặt của tác giả mà hoàn toàn là những sự việc và tư liệu có thật tác giả chỉ thay đổi đi một số tên người vì câu chuyện có liên quan đến nhiều nhân vật tai to mặt lớn thuộc giới kinh doanh và chính trị của mỹ nếu các bạn muốn biết thì đây tôi xin tóm tắt lại nội dung cuốn sách cách đây mấy năm sáu thanh niên ở bang california có lập ra một cái hội bí mật họ muốn làm giàu nhưng tất nhiên là phải nhanh chóng chắc chắn và ít nguy hiểm. Vì thế họ bèn nghĩ ra cách bắt cóc vỡ các nhà triệu phú và tỷ phú để đòi một khoản tiền chuộc cách xô. Không, họ hoàn toàn không phải hạng côn đồ hay du đãng gì, mà đều là những thanh niên tử tế hẳn hoi cả. Ba người thì tốt nghiệp đại học tổng hợp ra, người thứ tư thì hãy còn là sinh viên, người thứ năm làm nghề bán hàng, còn người thứ sáu làm nhân viên thư ký. Không những thế, họ lại còn tốt bụng và nhân đạo lắm tuy chẳng ai bảo ai nhưng cái ý định bắt cóc trẻ con là cả bọn không ai bàn đến họ chỉ bắt cóc người lớn thôi nhưng họ hiểu rằng muốn bắt đầu một sự nghiệp gì cũng vậy trước hết hội phải có một số vốn vì thế họ quyết định ai có bao nhiêu tiền thì đem góp hết vào cho hội tuy vậy họ vẫn phải đi vay thêm vì biết trước là sẽ rất phải tốn kém với các vị khách hàng tương lai của mình với lại chỉ ở những nước lạc hậu người ta mới có thể đi ăn trộm nhà băng hay bắt cóc người mà không cần có tiền bạc gì cả. Chứ ở một nước văn minh và giàu có như nước Mỹ mà không có tiền, thì đừng hòng làm được trò chống gì. Theo kế hoạch của họ, người đầu tiên bị bắt cóc là vợ một ông trùm tài chính, giám đốc nhà băng ở San Francisco. Họ đến bắt bà này, đưa về một biệt thự tại một vùng thôn quê hẻo lánh, rồi cho công bố trên báo chí, đài phát thanh và vô tuyến truyền hình rằng trong thời hạn 3 ngày, nếu nhà triệu phú nọ không nộp đủ 80.000 đô la tiền chuộc, thì vợ ông ta sẽ bị giết. Báo chí, phát thanh và vô tuyến truyền hình tất nhiên đã loan báo ngay điều kiện đó. Nhưng vì chuyện bắt cóc người bây giờ xảy ra như cơm bữa, nên tin ấy cũng chẳng làm ai sửng sốt hay thương cảm nữa. Thời hạn ấn định đã hết, mà nhà triệu phú vẫn im hơi lặng tiếng. Mấy anh chàng đi bắt người đâm ra khó xử, món hàng bán không trôi, quăng đi không được mà giữ lại thì cũng dở. Vì tiền nuôi mụ cua tốn kém, không những thế, mụ lại là một người đàn bà kênh kiệu đỏng đành hết chỗ nói. Mụ đòi hỏi đủ mọi thứ, nào gương lược, phân xác, nào son, thuốc móng tay, nào thuốc xoa bóp, thuốc ngủ. Thần kinh của mụ đúng là không bình thường, bây giờ, tự nhiên thả mụ ra thì không được, chỉ có cách là phải giết đi, nhưng giết thì đúng là mấy chàng thanh niên này không có gan. Mà thả hậu ra bây giờ thì mọi chuyện sẽ vỡ lở và cảnh sát sẽ đến tóm cổ họ ngay. Chồng ngủ thì vẫn cứ lặng thinh, không thấy đem tiền đến chua Họ bằng quyết định phải đến gặp người chồng để điều đình. Sau khi suy nghĩ một lát, người chồng nói với họ, "Các ông đòi nhiều tiền quá. Bà ấy không đáng giá như thế đâu." Họ bằng lòng hạ giá xuống còn 50.000 đô la. "Không. Bà ấy vẫn không đáng giá đến thế, bọn người bắt cóc bảo ông ta, thôi được." Giá cuối cùng là 40.000. Giá như các ông bắt vợ tôi cách đây 20 năm lúc tôi vừa cưới bà ấy thì tôi sẵn sàng chấp thuận ngay. Thôi, 30.000, không kém một xu. Người chồng vẫn chỉ nhìn họ lắc đầu. Giá 80.000 hạ dần xuống còn 20.000, rồi 15.000. Nhà Triệu Phú vẫn lặng thinh, những người đi điều đình nhắc cho ông ta nhớ rằng, vừa năm ngoái, ông còn dám bỏ ra 15.000 cho hội bảo vệ những con mèo không nhà cửa. Nhưng nhà triệu phú giải thích rằng, thứ nhất, là vì ông rất thích mèo, thứ hai, là vì hội ấy là một hội đứng đắn và hoàn toàn hợp pháp, nên số tiền có thể góp dần hàng năm, và truyền từ số lãi nhà băng sang. Còn như mấy cái hội bất hợp pháp thì phải bỏ tiền túi ra mà đóng. Mấy chàng thanh niên lại quyết định giảm số tiền xuống còn 10.000 đô la, và cố gắng giải thích cho người chồng hiểu rằng, rốt cuộc, họ chỉ yêu cầu ông bù lại cho họ khoản tiền đã mất mà thôi. Họ đã phải tốn kém và vợ ông gần hết số vốn của họ. Người chồng không nói gì, chỉ buông một tiếng than và mời họ uống whisky. Ra về tay không, các thành viên của tổ chức bí mật bàn định lại tình hình và quyết định hành động táo bạo hơn. Họ thả người vợ ra, nhưng ngay đêm hôm đó, bắt cóc người chồng và tuyên bố số tiền chuộc vẫn như cũ, nghĩa là 80.000 đô la. Nhưng thời hạn chuộc đã hết, mà kết quả vẫn như lần trước vợ nhà triệu phú tỏ ra còn cứng rắn hơn cả chồng bà ta tuyên bố nhất định không chịu trả một xu nào những người bắt cóc đe dọa la nếu vậy chồng bà ta sẽ bị giết tôi không có quyền can thiệp vào kế hoạch riêng của các ông bà ta trả lời như vậy bằng một giọng buồn rầu nhưng mắt thì ánh lên tia hy vọng trở về biệt thự những người bắt cóc báo cho nhà triệu phú biết ông ta được tự do và muốn đi đâu thì đi nhưng ông này lại không chịu đi và bảo với họ tôi muốn sống ở biệt thự này, hay thậm chí ở tù cũng được, miễn sao thoát được mụ đàn bà ấy. Cáo tiết, sáu chàng thanh niên súng lại, tung lấy ông ta đẩy ra cửa. Nhà triệu phú hết sức chống cự và van vì, tôi sẽ cho các ông 10.000, 10.000. Nhưng xin các ông cho tôi ở lại đây, nghe thấy thế, trong đầu những người sáng lập ra tổ chức bí mật bỗng nảy ra một ý nghĩ tuyệt diệu. Họ bằng lòng cho nhà triệu phú được ở lại đại bản doanh của hội nhưng bắt ông ta phải nộp đủ 80.000 đô la. Nhà triệu phú bằng lòng, không những thế, ông ta còn thú thật với mấy chàng thanh niên tố bụng rằng, giá như tuần trước, họ đến nhà ông để khuyên ông đừng chuộc vợ về, mà nên thoát khỏi bà ta thì hơn, thì chắc chắn ông sẽ chẳng đắn đo gì mà trả ngay cho họ đủ số tiền như thế. Ngày tối hôm đó, những hội viên của hội lại đến thăm người vợ có chồng bị bắt cóc. Họ dọa bà ta rằng nếu bà ta không chịu trả 80.000 đô la, thì họ sẽ thả đức ông chồng của bà ta ra ngay lập tức quả nhiên họ lại được ngay một món tiền nữa của đáng tội mấy hôm trước họ đã phải chịu đựng cái tinh khí bất thường của người đàn bà này cái ý định đặt tên hội là hội cứu vớt gia đình nảy sinh ra chính là từ đó và hoạt động của sáu chàng thanh niên thông minh ở bang california ngày càng phát triển hội của họ dần dần có chi nhánh ở tất cả các bang khác rồi sau bắt đầu có cả cổ phiếu riêng để bán đồng thời cái tên hội cứu vớt gia đình cũng dần dần được thay thế bằng những tên khác nghe kêu hơn và lịch sự hơn, như hội tình nguyện, hội từ thiện, tuy rằng hoạt động của nó vẫn là bất hợp pháp. Vì hội và khách hàng, tuy không ai bảo ai, nhưng cả hai đều muốn giữ bí mật tuyệt đối việc làm của mình. Hơn nữa, làm như thế họ còn đỡ được khoản thuế. Hoạt động của hội cứu vớt gia đình cho đến ngày nay vẫn ngày càng phát đạt, trong khi phục vụ cho các ông chồng và các bà vợ nó lấy được tiền của cả hai cuối cùng tác giả cuốn sách còn cho biết thêm một chi tiết đặc biệt của các vị khách đàn ông kể cả các nhà kinh doanh lẫn các nhà chính trị là trong khi sẵn sàng trả rất nhiều tiền thuê người bắt cóc vợ mình thì đồng thời họ cũng tình nguyện bỏ ra những số tiền rất lớn để chuộc lại các cô thư ký bị bắt cóc điều này nói chung cũng dễ hiểu việc mất đi những nhân viên có kinh nghiệm sẽ ảnh hưởng ngay và trước hết đến công việc Trân thành cảm ơn độc giả thân mến đã dành thời gian quý báu để lắng nghe câu chuyện ngắn của chúng tôi trên kênh YouTube. Sự ủng hộ và sự quan tâm của các bạn là nguồn động viên lớn, là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các bạn. Chúng tôi rất vui mừng khi biết rằng câu chuyện đã chạm đến trái tim của các bạn và tạo nên những cảm xúc đặc biệt. Việc chia sẻ và kết nối qua câu chuyện là một hành động ý nghĩa và chúng tôi cảm ơn bạn đã là một phần quan trọng của cộng đồng này những ý kiến đóng góp và phản hồi từ phía các bạn là động lực quan trọng để chúng tôi không ngừng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa một lần nữa xin chân thành cảm ơn độc giả đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục gặp lại các bạn trong những câu chuyện sắp tới cảm ơn và chúc các bạn một ngày tuyệt vời